Hello, xin chào quý các bạn đang quay trở lại với kênh Biên Hòa City. Hiện tại bây giờ Phú đang có mặt trên đường Nguyễn Ái Quốc. Và cái hướng này Phú đang đi ngược về phường Hồ Nai quý vị ơi. Bây giờ là hơn 9 giờ rưỡi sáng rồi. Khí hậu bây giờ là nó đang rất là oi bức luôn quý vị. Trời nó lúc nắng lúc âm u. Lại tiếp tục hướng về phường Hồ Nai, cập nhật tình hình ở đây, chia sẻ với quý vị. Quý vị xa nhà, xa quê hương, xem video cho đỡ nhớ. Hôm qua là một ngày mà có một cơn mưa rất là lớn quý vị. Vào buổi chiều, mưa kéo dài từ 2 giờ chiều cho đến khoảng 5 giờ thì mới ngưng. Mà gọi là ngưng thôi chứ còn vẫn là mưa lâm râm nha quý vị. Nó không có mưa lớn nữa thôi, mưa vẫn mưa lâm râm. Mưa thật là lớn kèm theo sấm sét rất là dữ dội. Gây thiệt hại cho rất là nhiều nơi. Có nơi thì bay nóc nhà, rồi sập này sập kia đủ thứ. Cây cối đổ ngã lung tung. Các khu vực thì bị ngập lụt quá trời. Thì sau một đêm thì có thấy là đường phố nó đã quay trở lại bình thường hết rồi. Nhưng mà các cái nắp cống rắn đồ này kia thì rác rưới trên quá trời luôn quý vị. Không có được sạch ha. Này cũng do ý thức của bà con thôi quý vị ơi. Nhiều khi người ta ở ngoài mặt đường á, người ta không có quan tâm gì hết. Miễn sao cầm cái chổi quét rác mà cứ hất rác ra khỏi nhà mình là ok rồi, chứ còn không cần biết là nó ở ngoài đường nó như thế nào thì kệ mặc xác nó. Nhiều khi hất rác ra ngoài đường, nhất là những cái bọc ni lông, những cái túi ni lông nó bay ra, nó rớt ở trên cái nắp cống á, xong rồi nếu mà có nước xuống một cái là nó bệt ra luôn. Và mưa xuống chỉ tầm khoảng 15 phút thôi là chúng ta sẽ thấy cái cảnh tượng là lũ lụt. Cho nên hầu như giờ các tuyến đường ở trên địa bàn thành phố Biên Hòa đa số là ngập lụt vào mùa mưa, khổ lắm. Cái đoạn ngay cầu Săn Máu này thì cũng là một cái đoạn mà chuyên gia ngập lụt đây. Chúng ta sắp sửa tới cầu Săn Máu, tiến vào phường Hồ Nai. Mình làm thì mình chịu thôi quý vị ha. Đấy, tự mình xả rác ra thì tự ngập nước tự mình chịu thôi. Nhưng mà mùa mưa này mà đi ra ngoài đường mà ngập lụt như vậy nó rất là phức tạp luôn quý vị. Xe cộ không đi được. Này quý vị nhìn này nhá, như những cái nắp cống này nè, đó. Kín mít như này nước nó đâu có trôi được đâu quý vị. Hỏi sao mà đường nó dốc như thế này mà nước nó không thoát được. Người ta càng làm cái cống lớn cho chảy nước đi thì càng bị bịt lại. Đây là cầu Săn Máu quý vị. Đi qua phải cầu Săn Máu này là chúng ta bước vào phường Hồ Nai. Tiện thể ngay khu vực chỗ này thì cũng đưa quý vị đi vào này dạo một vòng nhà thờ giáo xứ Gia Cốc này quý vị. Con đường ánh sáng hàng năm. Nhà thờ giáo xứ Gia Cốc ngày bình thường này thì ở trong này cũng chả có gì đâu, nhưng mà cũng đưa quý vị đi lang thang thăm lại những khu vực chỗ này xem là bây giờ gì thay đổi hay không. Quý vị xa nhà xa quê hương xem video cho đỡ nhớ. Đây là nhà thờ giáo xứ Gia Cốc này, đường đi vào thẳng nhà thờ giáo xứ Gia Cốc. Vào này cho quý vị xem một chút xíu hình ảnh của nhà thờ giáo xứ Gia Cốc bây giờ gì thay đổi hay không nhé. Năm 1954, cha Đa Minh Phạm Khắc Hiếu dẫn 50 gia đình công giáo đến lập nghiệp tại khu vực Suối Máu, Hồ Nai, cách trung tâm tỉnh Biên Hòa 6 km, và thành lập giáo xứ Gia Cốc. Thời gian đầu, cha Đa Minh đã cùng với giáo dân dựng một nhà nguyện bằng bạt làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. 7 năm sau, cha Đa Minh và cộng đoàn Gia Cốc xây nhà thờ mới với kích thước 8 x 21 m để có nơi xứng đáng thờ phượng Thiên Chúa. Trong thời gian quản nhiệm giáo xứ Gia Cốc,
từ năm 1976 đến năm 1998, cha Gioan Bautista Nguyễn Văn Bình, chánh xứ Kim Bích, đã giúp cộng đoàn lớn lên trong tình mến. Năm 1998, cha Gioan Bautista đã xây nhà xứ mới cho đến nay. Ngày 9 tháng 9 năm 1999, cha Đa Minh Nguyễn Văn Tòng, chánh xứ Ba Đông, thay thế cha Gioan Bautista quản nhiệm giáo xứ. Ngày 31 tháng 12 năm 2000, cha Đa Minh đã cùng với cộng đoàn Gia Cốc khởi công xây nhà thờ mới và hoàn thành vào ngày 15 tháng 4 năm 2001. Cha Đa Minh đã lập nên các tổ Minh Côi làm cho các sinh hoạt của giáo xứ thêm sống động. Ngày 9 tháng 1 năm 2010, cha Raimundo Trần Quốc Thắng được bổ nhiệm coi sóc giáo xứ Gia Cốc. Bên cạnh việc hướng dẫn đời sống đức tin cho cộng đoàn, cha đã cùng với giáo dân nỗ lực xây dựng cơ sở hạ tầng như xây cầu, mở đường, xây nhà giáo lý, sửa cung thánh, mở rộng công viên giáo xứ. Ngày 26 tháng 7 năm 2013, cha Raimundo và cộng đoàn đại tu nhà thờ phù hợp với nhu cầu mục vụ hiện nay. Nhờ ơn Chúa giúp và tinh thần hăng say phục vụ của cha Raimundo, các sinh hoạt mục vụ của giáo xứ Gia Cốc ngày thêm phong phú và đời sống đức tin ngày càng thăng tiến. Từ nhà thờ giáo xứ Gia Cốc vuông vòng ra con đường bên hông này, tiếp tục đi lòng vòng ở trong đây, quay cho quý vị xem. Quý vị thấy là bây giờ nắng đã lên gắt rồi đó. Hôm nay không có nắng ha. Có vẻ như nhà thờ giáo xứ Gia Cốc mới xây lại nhà phục vụ, mục vụ như vậy. Phía sau nhà thờ giáo xứ Gia Cốc có đài các thánh tự đạo Việt Nam đấy, rất là đẹp rồi quý vị, đẹp lắm. Đây, đi cái đường này chúng ta sẽ đi ra ngoài quý vị ơi. Từ từ rồi cũng sẽ phải chia sẻ với quý vị ha. Những nhà thờ ở đây lâu lâu tham quan lại xem có gì thay đổi hay không. Quý vị xa nhà, xa quê hương, xem video cho nó nhớ. Khu vực Hồ Nai. Đây là nhà thờ giáo xứ Ba Đông quý vị. Năm 1954,
một số giáo dân giáo xứ Ba Đông cùng với các xứ lân cận thuộc giáo phận Hải Phòng đã đến định cư tại cây số 6 vùng đất Hố Nai, Biên Hòa. Tại đây, cha Gioakim Nguyễn Hữu Phúc cùng với cộng đoàn thành lập giáo xứ Ba Đông và dựng một nhà nguyện tạm để làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. 6 năm sau, cha Đa Minh Nguyễn Hữu Khoát kế nhiệm cha Gioakim phụ trách cộng đoàn này. Cùng năm, cha Đa Minh và cộng đoàn Ba Đông xây dựng nhà thờ mới để có nơi xứng đáng thờ phượng Thiên Chúa. Năm 1965, cha Giuse Nguyễn Đức Cần từ Sóc Trăng về phụ trách giáo xứ. Năm 1985, giáo xứ được cha Gioan Bautista Nguyễn Văn Bình, chánh xứ Kim Bích quản nhiệm. Năm 1998, cha Giuse Nguyễn Ý Định, phó xứ Kẻ Sạch Coi Sóc. Một năm sau, cha Đa Minh Nguyễn Văn Tòng về phụ trách giáo xứ Ba Đông. Cha Đa Minh cùng với cộng đoàn Ba Đông xây dựng và khánh thành nhà thờ mới vào năm 2003, nhà mục vụ vào năm 2007. Hiện nay, cộng đoàn Ba Đông đã có đời sống đức tin vững mạnh và ổn định về mọi mặt. Từ nhà thờ giáo xứ Ba Đông cứ đi ngược ra bên ngoài và chúng ta quay ra đường Nguyễn Ái Quốc quý vị ha. Đây các bạn giáo xứ Ba Đông này quý vị. Cũng là đi ngược về hướng phường Hô Nai và tiếp tục đến những nơi khác để cập nhật cho quý vị xem. Bây giờ nắng đã lên rất là cao rồi quý vị ơi. Thì cũng sẽ kiếm chỗ để thay cục pin máy quay cũng như là uống chút nước, khát nước quá quý vị ơi. Thì cái video này cũng xin được tạm dừng tại đây. Rất cảm ơn quý các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý các bạn vào những video tiếp theo. Mến chúc quý các bạn được nhiều sức khỏe, được mọi sự bình an quý nhé.